Chào cả nhà, mình là Review Chất đây. Hôm nay mình sẽ kể cho cả nhà nghe về một cậu bé nhặt được một con robot bị vứt đi. Cậu ban đầu vốn tưởng nó cũng chỉ là đồ chơi, không ai ngờ về sau năng lực chiến đấu của robot trở nên rất mạnh, trở thành tay đấm thép, cũng chính là tên bộ phim mà tôi sắp review đây. Người đàn ông ngay cả ngủ mà cũng ngã mà các bạn đang nhìn thấy kia tên là Charlie Kenton, anh chính là Hugh Jackman, diễn viên đóng vai người sói Logan. Anh ta giả vờ sóng điện thoại không tốt rồi vội vã tắt máy. Anh vốn là một tay đấm bóc chuyên nghiệp, tuy nhiên thời đại thay đổi, hiện tại anh chuyển sang tự mình chế tạo robot đấm bóc để kiếm tiền. Nhìn cảnh này thì chắc ai cũng đoán cuộc sống của Charlie cũng khó khăn không dư giả gì. Lần này anh đem Ambus đến một thị trấn nhỏ tham gia một trận đấu. Đối thủ là một con bò mộng tên Tia Chớp Đen nặng 2.000 pound, khoảng 1.815 kg. Lúc phát hiện ra chủ của Tia Chớp Đen từng là đối thủ đánh thắng anh trong một trận đấu, Charlie liền đề nghị nâng mức tiền thưởng lên 20.000 USD nếu Ambus đánh thắng Tia Chớp Đen. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, trông có vẻ cũ và handy, Ambus lại là một đối thủ đáng gờm. Dưới sự điều khiển của người soi, Ambus dễ dàng né đòn của con bò mộng. Chỉ 2-3 giây sau, Ambus đã quật ngã con bò mộng xuống đất. Trên khán đài tiếng hò reo vang dội như sấm. Người sói đắc ý quay người lại thả thính em gái xinh đẹp đằng xa. Không ngờ rằng chỉ trong một phút lơ là, này Tia Chớp Đen lao nhanh về phía Ambus dùng sừng đâm gãy chân của con robot. Kể cả khi người sói ra sức cứu chữa lỗi lầm, Ambus mới phút trước vẫn còn uy phong dũng mãnh, giờ đã bị bò mộng đập thành một đống sắt vụn. Trên người không có 20.000 USD, Charlie chỉ còn cách đem Ambus giờ đây đã tàn phế lên lén chuồn đi. Đúng là chuột cắn áo rách, trên người đã không một xu dính túi. Giờ đây Charlie nghèo khổ lại nhận được hung tin vợ cũ đã mất trước đó không lâu, quyền nuôi dưỡng con trai Mark Kenton cần anh quay về để quyết định. Charlie vốn dĩ chỉ muốn quay về cho đúng thủ tục ký duyệt một cái là có thể từ bỏ quyền nuôi dưỡng rồi, nhưng lúc anh ta thấy người em giàu với người chồng giàu có bên cạnh cô cực kỳ muốn nuôi Mark, biết được vợ chồng em giàu sẽ ra nước ngoài du lịch 2 tháng, Charlie trực tiếp đề nghị chỉ cần bọn họ bỏ ra 10.000 USD 2 tháng sau có thể đưa Mark đi, thằng khốn. Lúc hai cha con mà giữa hai người chỉ có quan hệ huyết thống gặp nhau ai cũng thấy khó xử. Mark biết chuyện bố đã bán mình để lấy tiền, hai người liền cãi nhau to. Có tiền rồi, Charlie liền mua một con robot mới, Noisy Boy. Cậu con trai có niềm đam mê robot chiến đấu y hệt bố nên quyết định ở lại với Charlie. Cô gái tên Bailey này là bạn của Charlie trong tổ làm phim Người Kiến Sang Đây, giúp Charlie chuyển ngôn ngữ của bộ điều khiển robot Noisy Boy từ tiếng Nhật sang tiếng Anh. Con robot này có thể dùng tiếng nói để điều khiển, là một robot dũng mãnh. Bị Mark giữ chìa khóa uy hiếp, Charlie đành phải cho con trai lên xe đi đến đấu trường với mình. Đúng là cha con ruột, ánh mắt thật giống nhau. Charlie mang Noisy Boy đến một đấu trường, ngay lập tức trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý. Anh chàng này cũng là diễn viên của đoàn phim khác chạy tới đây làm người dẫn chương trình. Khi biết nếu chiến thắng con robot mạnh nhất tên là Midas có thể giành được 50.000 đô, Charlie không suy nghĩ gì liền đồng ý luôn, mặc kệ con trai ra sức thuyết phục hãy đấu với robot yếu hơn trước. Midas lên sân, Noisy Boy không hổ danh là robot đã từng tham gia giải đấu thế giới, vừa lên sân khấu đã áp đảo Midas. Nhưng có vẻ người sói đối với hệ thống nhận dạng âm thanh của Noisy Boy không quen thuộc lắm. Midas thấy cơ hội đã tới, nộ khí phừng phừng, một cánh tay của Noisy Boy đã bị Midas chặt đứt. Lịch sử lặp lại rõ ràng, ban đầu Charlie đã nắm chắc phần thắng, trong tay cuối cùng phải nhận thất bại cay đắng. Robot Noisy vừa mới mua đã biến thành đống phế thải dầu chảy đầy sàn. Chỉ trừ bộ điều khiển bằng âm thanh vẫn còn nguyên vẹn 50.000 đô của Charlie lại bị đem đi đóng họ. Charlie và Mark hai cha con lợi dụng trời tối đi đến một trạm thu hồi robot cũ, lấy trộm một vài linh kiện để tạo một robot mới. Nhìn dáng vẻ thành thục của Charlie thì chắc chắn đây không phải lần đầu anh ta làm chuyện này. Mưa mỗi lúc một to, Mark không cẩn thận trượt chân ngã. May mắn là cậu bé đã được cánh tay một con robot kéo lại. Charlie chạy lao đến để cứu con, vuốt sạch lớp bùn đất, Mark phát hiện ra đây là một con robot hoàn chỉnh cậu muốn mang về nhà. Nhưng Charlie lại cho rằng đây chỉ là robot phế phẩm bị vứt bỏ mà thôi. Dưới sự nỗ lực thuyết phục của con trai, Charlie cuối cùng cũng đào con robot xấu xí kia lên. Ở nhà, Bailey ban đầu rất tức giận vì sự ngông cuồng của Charlie, nhưng sự kiên trì của Charlie lại một lần nữa làm cô mềm lòng quyết định giúp anh lần cuối. Con robot phế phẩm kia bây giờ đã trở thành niềm hy vọng cuối cùng của họ. Được Bailey tác động vào, con robot bất ngờ đã ngồi lên, lại còn học được dáng vẻ của Mark, chỉ là nhìn nó có vẻ không được thông minh cho lắm. Chức năng mô phỏng động tác này rất hiếm thấy ở những con robot hiện đại. Mark cẩn thận lau rửa con robot sạch sẽ. Bailey nói rằng đây là con robot hỗ trợ huấn luyện đã bị bỏ đi nhiều năm rồi, tên là Atom. Tuy nó có thể chịu đánh, nhưng xét đến mức độ mạnh trong các trận đấu thực sự Atom khó có thể chịu được. Nhưng Mark vẫn giữ vững niềm tin Atom nhất định sẽ có thể tham gia chiến đấu. Qua sự tiếp xúc với Atom hàng ngày, Mark một cách đầy ngạc nhiên phát hiện ra, Atom không chỉ có thể nghe hiểu cậu bé mà còn có ý thức của chính mình. Nhờ Bailey, Mark dần dần hiểu hơn về bố mình. Bố cậu năm đó là một tay đấm vô danh, nhưng nhờ sự kiên trì không bỏ cuộc năm đó đã chiến thắng tuyển thủ số 2 thế giới. Tuy cuối cùng cũng thua các tay đấm chuyên nghiệp hơn khác, nhưng như vậy đã có thể coi là rất lợi hại rồi. Ánh mắt Mark toát lên tia sáng lấp lánh, không ngờ bố mình đã từng có quá khứ huy hoàng như vậy. Sau đó Mark không có ngày nào tối nào không dùng chức năng mô phỏng động tác để huấn luyện Atom. Hai cha con mang Atom đến một giải đấu nhỏ. Mọi người cũng coi thường bọn họ, một người còn khiêu khích chỉ cần sau hiệp 1. Atom vẫn đứng là có thể giành được 1.000 đô, lần này đến lượt Charlie không tự tin. Mark sau một thoáng suy nghĩ quyết định sẽ tham gia trận đấu. Bắt đầu rất không thuận lợi, may mắn là nhờ việc từng là robot huấn luyện đã giúp Atom dù bị ăn hành liên tục vẫn có thể trụ vững qua hiệp 1. Chủ của robot đối thủ không phục muốn đấu thêm một trận nữa, tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi. Mark nhận lời một cách rất tự tin, Charlie vốn muốn dừng đấu tức giận không sao kể hết.
Vòng 2 Atom khéo léo ra một đòn đã lập tức phá hủy hệ thống điều khiển ở đối thủ, làm nó như hóa điên tự đánh chính mình, thật đáng sợ. Cuối cùng robot kia bốc khói đen trở thành sắt vụn. Hai cha con Sarkly giành được 2.000 đô. Sau đó Mark đem hệ thống điều khiển bằng giọng nói của Noisy Boy đặt vào cơ thể của Atom. Không chỉ hoàn toàn tương thích lại còn rất dễ dùng, robot giờ có thể nhảy rồi. Lúc này Mark nhờ bố dạy Atom boxing. Tuy nhiên Sarkly đã bỏ nghề nhiều năm như vậy, anh cảm thấy không tự tin. Sarkly nhắc đến thứ 7 tuần sau có một giải đấu robot. Chỉ cần Mark với robot lên vũ đài nhảy một bài, anh sẽ dạy Atom boxing. Hai người vui vẻ giao kết với nhau. Dưới sự huấn luyện của Sarkly, kỹ băng đấm bóc của Atom tiến bộ thần tốc. Mark cũng giữ lời hứa cùng Atom nhiệt tình biểu diễn một bài trong một trận đấu. Sarkly và Mark đem Atom đi tham gia rất nhiều các giải đấu boxing loại nhỏ. Với sự kết hợp hoàn hảo của hai người, Atom đánh trận nào thắng trận đấy, thu nhập của hai cha con cũng vì thế mà cao lên rất nhiều. Quan hệ giữa hai bọn họ trở nên rất thân thiết gắn kết, thậm chí còn có ý định tham gia một giải đấu chuyên nghiệp. Sự trỗi dậy của Atom đã thu hút niềm quan tâm của Takemashiro, người sở hữu con robot vô địch Zeus. Kim chủ của anh ta gọi là chị gái mắt to đi sẵn lòng bỏ ra 200.000 đô mua đứt Atom. Nếu không thì Atom sẽ phải đối mặt với Twin Cities, một con robot dữ tợn có hai đầu. Mark kiên quyết từ chối, bất luận là gì cũng không thể bán Atom được. Nhưng Sarkly nghĩ rằng Atom đấu với con robot kia xác suất thắng cực kỳ thấp, thà cứ bán Atom đi lấy 200.000 đô rồi mua một con robot mới. Sarkly không thuyết phục được Mark, đánh bất lực lắc lắc đầu nhìn theo phiên bản mini của anh. Trận đấu bắt đầu, Twin Cities con robot xuất hiện có hai đầu giúp tầm nhìn rộng hơn, thực lực rất không thể xem thường. Mặc dù màn ra mắt của Mark và Atom rất hút mắt, nhưng trong mắt đối thủ chẳng khác gì một trò cười. Atom đấu với Twin Cities dường như không có khả năng phản đòn. May mắn là Sarkly dựa trên kinh nghiệm boxing nhiều năm phán đoán ra được lỗ hổng kỹ thuật của Twin Cities, cuối cùng thành công đánh hỏng hệ thống điều khiển của Twin Cities. Kể cả có hai đầu mất đi hệ thống điều khiển thì cũng chỉ là sắt vụn. Chuyển bại thành thắng, Atom đã khiến cho cả khán đài như vỡ òa. Mark lao đến cướp mic của MC vạch trần âm mưu muốn thu mua bọn họ của chị gái mắt to. Không chỉ vậy còn, trước sự kiến của mọi người tuyên bố muốn thách đấu với nhà vô địch Robot Zeus. Nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh, Sarkly và Mark đang tính sẽ đi đâu để ăn mừng thì chủ nợ của Sarkly, người đã xuất hiện ở đầu video, xuất hiện đem theo mấy người đàn ông lực lượng không nói dài dòng nện cho Sarkly một trận. Nếu mà trong bộ phim kia thì chắc chắn người sói đây đã nhảy chồm lên dùng móng vuốt nhẹ nhàng kết liễu đối thủ. Sarkly suy nghĩ rất lâu, cứ thế này bản thân không thể nuôi nổi con trai, liền gọi vợ chồng em dâu về đưa Mark đi. Nhưng Mark không muốn rời bỏ bố, rời bỏ Atom, cậu bé hy vọng có thể tiếp tục ở bên bố. Mặc dù Sarkly trong lòng đã sớm hối hận, thế nhưng anh đã hạ bút ký từ bỏ quyền nuôi con, giờ không có tư cách gì giữ con trai bên mình. Sarkly cũng từ chối không nhận khoản tiền 5.000 đô còn lại. Mark im lặng thu dọn xong đồ đạc trước lúc rời đi, nói với bố câu cuối, hy vọng bố có thể vì con phấn đấu một lần. Nói xong bất lực quay người bước đi. Sarkly lái xe đi về, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh muôn vàn cảm xúc đan xen rối rắm. Sarkly trở về tìm Bailey và được cô an ủi. Cuối cùng Sarkly hạ quyết tâm đi đón con trai về. Anh thú nhận trước đó vì nông nổi không hiểu chuyện đã để hai mẹ con Mark phải chịu khổ. Anh xin lỗi Mark, nói rằng muốn Mark quay lại bên mình và Atom, sau này phải đấu với Zeus, thiếu một người trong ba người đều không thể được. Mark nhìn Atom ở phía xa, sau lại nhìn ánh mắt chân thành của bố, khuôn mặt đang ủ rột bỗng liền bừng sáng. Đối với trận đấu tranh đai vô địch tay đấm thép này, mọi người ai cũng đều háo hức mong đợi. Ở ngoài cổng mọi người bận rộn bày cá cược, Atom không trụ qua hiệp 1. Chủ nợ của Sarkly cũng đến góc vui. Hơn thế anh ta còn đặt cược 10.000 đô nói số ghế của mình. Dương Dương tự đắc nhấn mạnh đừng quên mang tiền tới chỗ ngồi của anh ta. Đúng cái loại không hiểu hào quang nam chính là gì, tự đào hố chôn mình rồi. Đứng trên sân khấu, Mark hoàn toàn không chút sợ hãi đáp lại ánh nhìn khiêu khích của chị gái mắt to kia. Robot Zeus xuất hiện có thể gọi là dũng mãnh ngập trời, trực tiếp nhảy lên võ đài. Trận đấu bắt đầu, Atom không có cơ hội trả đòn. Zeus ra sức đánh giả dụ không có khả năng lì đòn, vốn là đặc tính của robot huấn luyện Atom chắc chắn đã trở thành sắt vụn rồi. Mark và Sarkly dùng hết sức gọi Atom, mắt Atom đột nhiên lại sáng lên, từ từ lại ngồi dậy. Móc tay mạnh mẽ trả đòn đấm Zeus khiến Takemashiro cũng phải kinh ngạc tháo kính ra. Thực lực hai bên chênh lệch rất nhiều, nhưng Atom dựa vào sự bền bỉ của mình đã vượt qua hiệp 1. Tuy bị thương rất thảm nhưng đây cũng được coi là một hiệp đấu với thành tích rất tốt rồi. Không chỉ chủ nợ của Sarkly há hốc miệng kinh ngạc, mà chị gái mắt to trên khán đài cũng không thể giấu nổi vẻ bất an. Hiệp 2 rất nhanh đã bắt đầu, Atom bắt đúng thời cơ ra, liền 3 đòn liên tiếp khiến Zeus phải liên tục lùi lại. Vốn tưởng là một trận đấu giết chóc thảm khốc, kết quả lại biến thành một trận đấu hai bên ngang tài ngang sức. Atom mỗi lần bị đánh ngã gục đều đứng dậy. Dưới sự cổ vũ nhiệt huyết của Sarkly và Mark, Atom đã trụ đến hiệp thứ 4. Lúc này Zeus có lẽ đã muốn nhanh chóng kết thúc, tất cả hệ thống điều khiển bằng âm thanh của Atom đã bị hỏng, không thể nhận được lời chỉ dẫn. Atom lúc này càng đánh càng như biến thành tên ngốc, cơ thể cũng bắt đầu bị biến dạng. Hiệp 4 kết thúc, Mark quyết định tắt hẳn phương thức nhận diện, giọng nói kích hoạt phương thức mô phỏng. Sarkly có thể giúp Atom ra đòn tốt hơn. Dưới sự cổ vũ của con trai, Sarkly cuối cùng đã quyết định sẽ gắng hết sức một trận. Takemashiro đã thực sự hoảng hốt đích thân giám sát nhân viên điều khiển. Zeus phản công một cách điên cuồng nhằm nhanh chóng kết thúc trận đấu, nhưng có vẻ là nhà vô địch đã thấm mệ. Zeus chuyển qua chế độ tăng cường sử dụng súng thần công, Sarkly từ đầu đến cuối vẫn vững tin, anh cho rằng thời cơ phản đòn chưa tới. Cuối cùng những cú đánh của Zeus đã trở nên còn mạnh mẽ, như trước năng lượng của nó đã cạn kiệt, thời cơ của Atom tới rồi. Một phát móc tay khiến cho Zeus không còn xác định được phương hướng. Takemashiro trước giờ luôn kiêu ngạo, lần này đã tự mình ngồi ghế điều khiển Zeus. Tuy nhiên Atom lúc này đã học được động tác của Sarkly ở dưới võ đài, lại không bị mất sức.
từng cú dồn Zeus tới góc đài. Mark nhìn bố người đang vì mình mà đứng lên chiến đấu xúc động dưới nước mắt. Dưới sự nỗ lực của bọn họ, Zeus đã bị hạ gục. Nhưng Zeus vẫn miễn cưỡng đứng lên, thực ra không còn khả năng trả đòn nữa rồi. Tiếng còi kết thúc trận vang lên, Takemashiro tức giận đấm vỡ bảng điều khiển. Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối. Tổng kết điểm, Atom kém Zeus một điểm thua cuộc. Tuy nhiên khán giả của trận đấu đều đã chứng kiến thực lực của Atom trên khán đài, tiếng hò reo thán phục vang dội. Chị gái mắt to vẫn ra vẻ bình tĩnh, chị ta phát biểu rằng mặc dù thời gian thi đấu dài Zeus vẫn là người vô địch, nhưng người tinh ý sẽ nhận ra cô ta nói ra câu này, ngữ khí có chút hạ ngượng ngùng. Mặc dù Atom thua, nhưng trong mắt tất cả mọi người, Atom Sadly Mark mới xứng đáng là nhà vô địch. Phim đến đây là hết rồi. Nhiều người ban đầu vì Hugh Jackman mà xem video, nhưng chắc chắn cuối cùng cũng đều trở nên yêu thích Mark và Atom. Tỷ lệ cảnh hành động và tình cảm được phân chia rất hợp lý. Đoạn cuối chính là điểm cao trào của bộ phim. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại lần sau tại Review Chất.